Mời quý vị và các bạn theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong các thời điểm sau mùa hay dịch bệnh bùng phát, số trẻ nhập viện vì bệnh đường hô hấp liên tục tăng, số trẻ tử vong mỗi năm do bệnh đường hô hấp đạt con số hàng nghìn trẻ. Đó là lý do tại sao phụ huynh chúng ta cần quan tâm và có thêm kiến thức để chăm sóc, bảo vệ trẻ khỏi những bệnh đường hô hấp nói chung và bệnh viêm phổi nói riêng. Sau đây là những biện pháp hữu ích giúp quý vị và các bạn phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ. Cho trẻ uống đủ nước mỗi ngày. Uống nhiều nước là cách cơ bản và đơn giản nhất để giúp trẻ có sức khỏe tốt và phòng bệnh viêm đường hô hấp. Tùy vào từng độ tuổi mà phụ huynh có cách cung cấp nước riêng cho trẻ, có thể là nước lọc, nước trái cây, sữa, canh rau. Lượng nước mỗi ngày phụ thuộc vào độ tuổi của trẻ nên bố mẹ cũng cần lưu ý. Trẻ dưới 6 tháng tuổi, bố mẹ hoàn toàn thì chưa cần uống nước. Trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi sẽ cần 100ml nước trên mỗi kg cân nặng cơ thể một ngày, bao gồm cả lượng sữa. Trẻ từ 1 đến 2 tuổi cần 0,6 đến 1 lít nước mỗi ngày. Trẻ từ 3 đến 6 tuổi cần từ 1 đến 1,5 lít nước mỗi ngày. Trẻ từ 6 đến 9 tuổi cần 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày. Trẻ từ 10 tuổi trở lên, lượng nước uống bằng người lớn 2 đến 2,5 lít mỗi ngày. Giữ ấm cơ thể cho trẻ. Khi thời tiết giao mùa, trời trở lạnh, gió, phụ huynh nên chú ý việc cho trẻ mặc kín, hạn chế cho trẻ chơi ở những nơi gió lạnh, nhiệt độ thấp. Ngoài ra, nên vệ sinh sạch sẽ thân thể và môi trường sống của trẻ, tránh ở những nơi ẩm thấp. Sử dụng khẩu trang cho trẻ khi ra đường. Các tác nhân gây bệnh luôn thường trực trong không khí như khói bụi, khí độc hại, virus cũng chính là nguyên nhân làm tăng cao nguy cơ mắc các bệnh viêm đường hô hấp ở trẻ và mũi xoang như sổ mũi, ngạt mũi, viêm mũi dị ứng, viêm xoang, v.v. Đây là biện pháp phòng tránh viêm đường hô hấp cho trẻ cơ bản. Ngoài việc đeo khẩu trang khi ra đường, phụ huynh cần thực hiện cùng lúc với thói quen xịt rửa, vệ sinh mũi mỗi ngày cho trẻ để tăng cường bảo vệ sức khỏe mũi xoang. Vệ sinh mũi họng bằng dung dịch chuyên dụng mỗi ngày. Khác với việc rửa mặt hay tắm được bố mẹ thường xuyên chú trọng, nhiều người ở Việt Nam vẫn chưa có thói quen vệ sinh mũi họng hàng ngày cho trẻ. Lý do là vì vi khuẩn phát triển càng nhiều thì lượng dịch mũi càng tăng vì cơ thể phản ứng lại tình trạng viêm nhiễm bằng cách tiết ra nhiều dịch nhầy với mục đích đẩy vi khuẩn ra khỏi nơi cư trú. Do đó, nếu không được vệ sinh sạch sẽ, dịch mũi sẽ chảy xuống họng, gây viêm họng hoặc chảy vào tai, gây ra bệnh viêm tai giữa. Thực tế, việc này rất dễ thực hiện. Các phụ huynh chú ý cho con dùng dung dịch nước muối sinh lý chứa bào tử lợi khuẩn Lysoprolavac để vệ sinh tai, mũi, họng cho trẻ rất thuận tiện. Vừa vệ sinh, vừa bổ sung lợi khuẩn giúp phòng ngừa và giảm nguy cơ viêm nhiễm tai mũi họng cho trẻ. Cho trẻ ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng. Việc cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cũng là cách bảo vệ đường hô hấp cho người lớn cũng như trẻ em. Các phụ huynh nên chú ý bổ sung nhiều protein từ thịt, cá, trứng, sữa, giúp cả nhà tăng sức đề kháng. Những loại trái cây, rau củ có chứa nhiều vitamin A, B, C cũng giúp ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Ngoài ra, các phụ huynh hãy lưu ý những điều đặc biệt dưới đây giúp trẻ phòng tránh bệnh đường hô hấp, như rửa tay bằng nước sạch ít nhất 20 giây, rửa tay thường xuyên trong ngày, hắt hơi, sổ mũi, ho, phải che miệng, đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ theo chương trình tiêm chủng quốc gia. Giữ vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người trong mùa dịch bệnh, khuyên trẻ ho, hát xì vào cánh tay, không dùng lòng bàn tay như trước đây. Tuyệt đối không sử dụng lại đơn thuốc cũ khi thấy trẻ có nhiều triệu chứng gần giống với những đợt bệnh lần trước. Việc sử dụng thuốc tùy ý này có thể dẫn đến trẻ sử dụng thuốc kháng sinh gây ra nhiều tác dụng phụ như tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, dị ứng. Khi trẻ có những dấu hiệu nhẹ có thể chăm sóc ngay tại nhà. Tuy nhiên, phụ huynh theo dõi nếu trẻ có dấu hiệu nặng như thở nhanh, khó thở, môi hoặc tai tím tái, tức ngực, trẻ lờ đờ, ly bì thì nên lập tức đưa trẻ đến bệnh viện để được điều trị kịp thời. Quý vị và các bạn thân mến, dấu hiệu nào cảnh báo trẻ đang có sức đề kháng yếu trong mùa dịch sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn trong những chương trình sau.